Trận đấu vào tối ngày 20 tháng 8 đã chứng kiến U23 Indonesia bước vào trận thứ hai tại bảng B của giải U23 Đông Nam Á 2023 với mục tiêu cố gắng giành chiến thắng. Thậm chí, để cạnh tranh mạnh mẽ, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Simeteng cần phải ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế. Nguyên nhân là vì trong bảng này, chỉ có một đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ có cơ hội tiến vào bán kết, trong khi ba đội đầu bảng đã đảm bảo vị trí của mình. Ở cuộc đọ sức với U23 Timor Leste, U23 Indonesia đã thể hiện sự áp đảo rõ rệt. Đội bóng này kiểm soát bóng với tỷ lệ 65% và thực hiện tới 20 cú dứt điểm. Tuy nhiên, một ngày không mấy may mắn khiến những cơ hội ghi bàn liên tiếp của các cầu thủ U23 Indonesia trôi qua mũi giày. May mắn thay, Ramadan Sananta đã tỏa sáng với pha dứt điểm thành công ở phút 45, mang về chiến thắng tối thiểu 1 không cho U23 Indonesia. Nhờ màn trình diễn này, U23 Indonesia gần như đã đảm bảo vị trí nhì bảng B, sở hữu 3 điểm và hiệu số 0. Xét về bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U23 Indonesia đang có lợi thế khi bước vào lượt trận cuối cùng ở vòng bảng của giải U23 Đông Nam Á 2023. Khả năng tiến vào vòng trong là rất cao cho đội bóng này. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng xấu nhất xảy ra, khi nếu U23 Thái Lan hoặc U23 Việt Nam thua với cách biệt từ 3 bàn trở xuống, U23 Indonesia sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại. Ở bảng A, cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan, 6 điểm và U23 Campuchia, 4 điểm, vào tối nay 21 tháng 8 sẽ quyết định vị trí đầu bảng. Nếu để thua, U23 Thái Lan sẽ mất ngôi đầu vào tay U23 Campuchia. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp U23 Thái Lan thua dưới 3 bàn, họ vẫn giữ ưu thế hơn U23 Indonesia ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số từ -2 đến 0. Thậm chí nếu có hiệu số 0, U23 Thái Lan vẫn dẫn trước U23 Indonesia vì sự hơn hẳn về khả năng ghi bàn, ít nhất 3 bàn so với 0 bàn.